Nhìn y như tấm lưới mà dùng để cuộn nướng là siêu ngon. Với cái tấm này Út sẽ làm mấy món đảm bảo hấp dẫn ngay từ miếng đầu tiên. Mọi người cùng thử làm giúp nghe. Miếng đầu tiên này. Miếng lưới này đi chợ là không có ai bán luôn, phải dặn trước mấy cô chừa mới có. Phần này là lớp mỡ màng bao quanh nội tạng của con heo nên nó bự dữ lắm. Mỡ mỏng nên dễ bị lẳng lông, Út đem ra dạo nước, rửa từng miếng cho thiệt sạch rồi vắt khô. Bữa nay Út sẽ cắt mớ này để cuộn thịt bò nướng mỡ chài, bò lá lốt. Lựa phần thịt đùi heo băm nhỏ, thêm mớ mỡ chài, trộn cùng với chả bò, lá lốt, xả tỏi ớt băm, thêm một muỗng mắm cờ no cho tròn vị. Bóp thấm đều, Út vo viên lại rồi dùng mỡ chài bọc bên ngoài. Phần mỡ chài vừa giữ thịt chắc, lớp mỡ nướng lên tan ra béo ngậy, ngắm vào thịt ta nói ăn thơm mà ngon gì đâu. Út làm thêm mấy xiên lá lốt nữa. Vô bếp thì là phần chả ốc bọc mỡ chài. Lựa mấy con ốc bu ngon Út luộc lên, canh luộc vừa chín để thịt ốc không bị teo. Ốc chín Út lễ ra lấy mỡ phần đầu, bóp rửa cho sạch rồi băm nhuyễn, trộn chung với giò sống, lá chanh, xả gừng, thêm nước mắm cờ no. Được chắt lọc từ cốt xịn nên hương và vị đặc trưng, thơm mùi cá nhưng không bị quá nồng. Ướp xong Út nắng giả thành hình tròn dẹp, dùng mỡ chài gói lại. Bọc thêm mấy viên tròn tròn để hấp lên nữa. Bắt chảo chiên mới chả ốc mỡ chài, chiên vàng hai mặt là được. Chả ốc béo béo giòn giòn, món chả hấp thì ra nước ngọt cả chén luôn. Dở nồi hấp ra, nghe mùi thơm nước mũi mà Út thèm được thử miếng đầu gì đâu. Mấy cái món mỡ chài này ăn cùng với bún chấm mắm là đúng bài. Út băm tỏi ớt và chén nước mắm chua ngọt. Út dùng nước mắm cờ no vừa vị hài hòa hóng mặn gắt, chấm sống cũng ngon lắm. Giờ thì bày ra bàn có bếp than để vừa ăn vừa nướng. Ta nói nghe cái tiếng mỡ xèo xèo, mùi thơm phức của viên mỡ chài là Út nôn nao muốn thử liền. Bên ngoài chả vàng mà bên trong nó mọng nước thơm ngon. Miếng đầu chấm với chén nước mắm béo ngon đắm đuối luôn. Mời mọi người cùng ăn với nhà Út nghe. Cái phần thơm đặc sản. Có cái lớp mỡ nó quắn, nó nướng nó không bị khô. Ấm trong mà. Cơm trộn mà đầy ụ đùi ghẹ cỡ này là ăn bao đã luôn. Này của Út là một bữa ăn từ ghẹ ngang. Ăn ghẹ Út mê nhất là tách được cái đùi còn nguyên. Vậy là nay mua một mớ về luộc chín đem ra thực hành liền. Ghẹ chín vỏ ngoài nó đỏ ao ngon gì đâu. Út tách mai làm sạch rồi lấy thịt. Coi cái đùi nó trắng nõn, thịt ú ụ đã hen. Nguyên con ghẹ chắc có phần thịt này là bự nhất. Út tách ra để một bên hồi làm cơm trộn. Lột xong Út chạy đi cắt mớ lá hẹ với đậu đũa và dưa leo. Hẹ hợp với bóng rau thì nó lên tùm luôn. Vô bếp bắt tay vô xào giá, cà rốt với hẹ. Xào sơ qua một lượt là được. Xong phần rau Út đi khui hộp quà có chiên su rồi nấu sốt. Trong này có 4 chai tương ớt, thêm cái áo với túi dễ cưng gì đâu. Để sốt béo thơm, Út phi gạch ghẹ. Thêm 3 muỗng tương ớt Ritacha, thơm cay dùng thái ớt trái. Thêm tương cà nước mắm với đường. Đợi sốt quyện lại, Út cho mè rang vô là xong. Kế bên thì nấu nồi súp ghẹ. Xào bào ngư rồi Út cho nước và táo đỏ hầm lấy nước ngọt. Hầm một lúc mình vớt hết ra, cho nấm kim châm, bắp với củ dền cắt hạt lựu vô, cho món súp có màu hồng hồng. Còn một mớ thịt ghẹ Út xào với rau củ, làm ghẹ đút lò phô mai, thêm xíu tương ớt cay cay là không lo ngán. Xào thấm Út múc vô cái mai, cho phô mai lên trên nữa rồi đem nướng. Còn mấy con ghẹ nhỏ nhỏ, Út dùng kéo cắt viền để lột được nguyên con. Cắt mấy cái ngoè nữa rồi lăn bột chiên giòn, chấm tương ớt là bao ngon luôn. Nấu xong Út làm món cơm trộn, cho rau, kim chi, giá và đùi ghẹ lên. Đợi cơm nóng có cơm cháy, mình rưới sốt trộn lên là có món cơm trộn ngon lành. Út gót 2 chén tương ớt đỏ nguyên bản và tương ớt Ritacha cho dạng món ngon vùng vị. Mấy món chiên là phải cay cay mới ngon, giờ thì mời mọi người cùng ăn với nhà Út nghe. Nào đi. Một thúng cacao này thì làm được bao nhiêu sô cô la? Bữa nay cô Út đi làm thử nghe.
Nào giờ Út thấy trái cao cao hoài mà chưa có được thử. Thấy mọi người dầm đá đường ngon quá, Út cũng mua về ăn thử rồi làm sô-cô-la coi có khó không. Lớp vỏ cacao tươi dày ơi là dày, phần hộp bên trong có vị chua chua mà thịt nó dính vào hộp giống như chanh dây vậy đó. Hộp tươi này là ăn chưa có được, Út nạo ra dùng vải ủ, mỗi ngày dở ra đảo đều một lần cho hạt lên men. Mọi người coi hạt nó đậm màu dần nè, từ trắng chuyển thành nâu luôn. Qua 7 ngày nghe có mùi như giấm, Út xới ra đem sấy. Mình phơi nắng cũng được mà sẽ lâu hơn, để trong lò sấy 2 ngày luôn mới khô. Lúc này hạt nó bay hết mùi chua và chuyển sang màu nâu đậm. Út rang lửa nhỏ cho hạt chín thơm. Hồi giờ mua sô-cô-la ngon lúc nào cũng thấy giá cao, mà bắt tay vô làm mới biết làm khó gì đâu. Từ trái tươi qua biết bao nhiêu công đoạn, chưa kể hạt nó lép hao hụt nữa. Cà cao chín mình bóp một cái là nó chóc vỏ ra vậy nè. Út lột hết rổ tới tối thui luôn, căng lên còn được đúng 500g thịt. Mà chưa xong đâu nghe, muốn làm thành sô-cô-la chảy phải thêm mấy bước nữa. Sáng ra Út đâm nhuyễn, thấy lâu quá Út chuyển sang xay, rồi lượt qua rây một lượt cho mịn. Vô bếp trộn bơ và sữa cho béo, khuấy thiệt đều rồi cho các khuôn. Một thúng mà được có chút xíu vậy nè, hao gì đâu luôn. Mọi người đừng có làm thử giống Út nghe là lỗ luôn. Để dành tiền đó mình mua điện thoại Redmi Note 13 chưa tới năm củ khoai. Có cụm camera khả năng thu phóng 3x, màn hình kích thước lớn, hiệu suất ổn định và sạc nhanh. Học sinh sinh viên mua thì nhớ chọn Cellphone S sẽ được giảm 10%. Ở đây giá tốt, đảm bảo chính hãng, đổi trả thoải mái luôn. Để lạnh một hồi, sô-cô-la đông lại rồi nè, nhìn cũng giống người ta bán hen. Mà không có máy xay chuyên dụng thì vẫn còn lợn cợn chút xíu. Mấy viên tròn thì Út nhúng qua một lớp sô-cô-la chảy, lăn qua đậu, kẹo cớm, làm mấy viên đủ màu. Sô-cô-la thơm, béo dẻo, kết hợp với topping giòn giòn, ăn cũng vui miệng lắm. Mọi người cùng thử với Út nghe. Này Út mới sắm được sợi dây vàng bự chét, ăn vừa ngon vừa lạ miệng, cùng thử làm giúp nghe. Nói dây vàng chứ thiệt ra là món lòng heo nhồi trứng. Bình thường Út toàn nhồi dồi sụn, nhồi thịt không à, bữa nay mới thử đổi mới chút xíu. Tách phần mỡ khỏi lòng, Út bóp với muối và bột, rồi lộn lại rửa cho sạch phía bên trong. Thấy có chút xíu lòng chứ rửa một tiếng mới sạch. Phần trứng nhồi đập cho thao, thêm gia vị, tiêu với mắm đường, đánh đều cho tan, Út lọc qua rây một lượt. Đem vô bếp, Út lấy cái phiểu cho dễ nhồi, cái này làm nhanh dữ lắm, rót vô một lượt là lòng phì ra. Lúc chín trứng có nở ra nữa nên mình không cần dồn quá đầy, cột chặt đầu rồi cho lên bếp hấp trong lửa nhỏ. Một phần Út dùng hẹ, chia khúc ra để hồi nướng. Lòng dai nên không lo trứng bị nứt, Út bắt lên bếp hấp hồi nào thấy trứng cứng lại là được. Món này thì để nướng, ăn không gì cũng ngon. Út cắt khúc ra thử, thấy trứng mịn và vàng ươm luôn. Xiên một ít vô cây đem nướng. Nướng lên trứng thơm lừng và dai hơn, ăn ngon dữ lắm. Quét lên lớp dầu với mặt ong cho nó vàng hơn. Mấy lát trứng mỏng, Út thả vô nồi nước. Giờ gấp trứng nướng ra nữa là ăn được rồi. Mời mọi người cùng ăn với nhà Út nghiêng. Làm thác ra là đi ra rồi. Dạ. Thác ra xong cho nó xong rồi. Nước mì này nó cay cay rồi. Đây là mì bò kim chi. Bò cay. Miệng sang sang ngon. Này con hấp rồi con nướng, còn cái này là đem bỏ vô cái nồi súp. Dài. Ừ, nước súp. Nướng nó dài rồi.